Theo nhà thuốc, mẹ em bị u tá tràng, đã phẫu thuật nhưng sau một thời gian theo dõi thì đã di căn sang gan và phúc mạc. Xin hỏi nhà thuốc là nên uống cây thuốc nam nào thì phù hợp ạ? À? Em xin cảm ơn. Chào bạn, đối với trường hợp là bị u tá tràng di căn sang gan và phúc mạc thì bệnh nhân có thể sử dụng cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh. Bài thuốc nam mà bệnh nhân u tá tràng di căn có thể sử dụng là bài thuốc bao gồm các vị thuốc như sau: cây xạ đen, cây bạch hoa xà thiệt thảo, cây bán chi li, cây bồ công anh và cây an xoa. Bạn kết hợp các vị thuốc trên để sắc uống thì sẽ có hiệu quả rất là tốt cho người bệnh. Để biết chi tiết về liều dùng cũng như là cách dùng thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.